Dạ, thưa sư ông, con xin phép đặt câu hỏi ạ. Dạ, thì theo cái nguyên tắc mà con hiểu á, thì nếu mà có những cái tạp niệm hay là vọng niệm khởi lên thì phải tách mình ra để quan sát cái sự sinh diệt của nó. Nhưng mà có những cái lúc con đang làm một cái việc gì đó, tức là đang làm một cái việc gì đó chứ không có phải là mà, trong một cái trạng thái tĩnh lặng nào đó để mà quan sát, mà những cái vọng niệm bậy bạ nó xuất hiện lên. Mà nếu để quan sát thì nó kiểu nó hơi mất thời gian một chút, nhưng mà nếu mà không quan sát á, thì nó cũng chả ảnh hưởng gì đến cái việc đang làm. Vậy thì xin thưa ông cho con hỏi là trong cái tình huống đó thì có cần phải xử lý gì hay là làm bất cứ cái điều gì đến những cái vọng niệm tào lao đó không ạ? Dạ, con xin hết câu hỏi ạ. Cũng tùy cái loài tâm khởi lên đó là cái gì, và cũng tùy vào cái lúc đó mình đang 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 làm gì. Thì cũng có lúc không phải là cần phải nhìn rõ quá đâu, chỉ cần biết là có một cái tâm khởi lên là được, chứ không cần phải nhìn quá rõ làm gì. Và cũng có lúc, tùy theo lúc, có lúc thì mình trọn vẹn cảm nhận rõ nó, không phải là mình tách mình ra ngoài để mà nhìn. Cái mình chỉ cần cảm nhận một cách trọn vẹn, tùy theo cái ví dụ đó là một cái cảm giác, thì mình cảm nhận nó một cách trọn vẹn. Nó là một cái tâm khởi lên thì mình quan sát nó một cách rõ ràng. Nhưng mà thực ra là tại vì mình cố quan sát cho nên mình mới thấy là khó nắm bắt. Bởi mà khi mà mình cố quan sát, tức là lúc đó nó có cái ta quan sát. Thật ra là không có cái ta quan sát, cái biết nó tự ứng ra để nó thấy thôi. Thật ra khi mà mình mà lúc đầu là mình loay hoay để mà quan sát rồi kiểm soát rồi thế này thế kia đủ thứ, nhưng mà đến lúc nào đó đó thì nó tự tự nhiên à. Cái gì khởi lên thì mình chỉ thấy, nó đến đi như thế nào thì mình thấy vậy thôi. Mà cái thấy bởi vì cái tâm của mình nó nhanh lắm, cho nên đó là cái gì khởi lên là nó thấy ngay. Chỉ cần là mình đừng có bị dính mắc vào một cái gì. Thường thường mà mình không thấy là bởi do mình dính mắc vào một cái gì đó, cho nên mình không thấy những cái khác. Còn nếu mình cứ để tâm tự tự nhiên thoải mái, còn mình làm việc thì mình vẫn cứ làm việc. Thầy công việc hàng ngày rất là nhiều, chứ không phải là nào là tiếp khách, rồi nào là trả lời câu hỏi, nào là viết lách, rồi nào là làm công việc bên ngoài, nhiều thứ, rất nhiều công việc. Thế nhưng mà thật ra đó, mỗi cái công việc nó vẫn là độc lập, chứ không phải là cái này nó chồng chất cái kia gì hết đó. Đó. Mình đang làm việc mà tự nhiên có một cái ý nghĩ khởi lên là mình biết rõ. Là sao? Là tại vì cái biết của mình lúc đó đó là nó bén nhạy rồi. Mình thường thường mình không biết là vì mình bị dính mắc cái gì đó. Nhưng bây giờ khi cái tâm mình mà nó trở về với cái trạng thái bình thường của nó đó, thì nó có thể làm được rất nhiều việc. Nó làm việc này nó cũng biết, rồi có khởi lên cái gì nó cũng biết. Vì cái biết nó tự biết thì nó biết rất là đúng lúc đúng chỗ. Còn mà còn mình cố biết á, mình cố nắm bắt á, thì nó không được. Nhiều khi nghe nói là niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp, cho nên đâm ra mình cố nắm bắt thân rồi cố nắm bắt thọ rồi cố nắm bắt tâm hay pháp gì đó. Nhưng mà khi mà mình đã cố mà nắm bắt như vậy á, thì nó lại là rất là khó.
Chứ còn thực ra là mình đang đang làm gì thì có cái tâm khởi lên gì mà tâm mình vẫn vẫn bình thường, không không bị dính mắc cái gì hết, thì nó thấy hết được hết rồi. Cái thấy biết nó sẽ rất là tự nhiên và rất là rõ ràng. Nhưng khi mình chọn đối tượng á là nó hay bị kẹt. Thí dụ mình chọn cái đối tượng này thì khi cái đối tượng khác nó khởi lên cái á, là mình phân vân không biết là bỏ cái này hay là theo cái kia. Chứ còn mình không chọn đối tượng gì hết á, cho nên thầy mới nói là đối tượng không quan trọng mà cái tâm thiền mới quan trọng. Tức là cái tâm rộng lặng trong sáng để mà thấy mọi sự á, thì khi cái tâm rộng lặng trong sáng á, thì vừa làm việc, vừa biết chuyện này, vừa biết chuyện kia, vừa nghe bên ngoài, vừa nói chung là nó rất là toàn diện, cho nó không cục bộ. Nhưng khi mình đã chọn một cái gì á, thì nó sẽ trở nên cục bộ. Đó. Cho nên trong cái bát chánh đạo á, là người ta thường hay lấy một cái chánh nào đó để tu. Ví dụ như người ta tu chánh niệm thôi, hay là tu chánh định thôi, tu tinh tấn thôi, hay là giữ giới thôi, chẳng hạn vậy, thì như vậy nó sẽ rất là trở ngại với nhau. Còn thực ra bát chánh đạo là nó khởi lên cùng một lần. Khi mình làm một cái việc này thì là mình chú trọng vào việc này, nhưng mà những cái khác nó cũng đều đúng hết, nó tự đúng hết, chẳng phải cũng phải là mình cố đúng từng cái. Đó. Khi mà mình chánh niệm mà đúng á, thì lúc đó nó đầy đủ các cái 7 yếu tố kia. Mà khi mà mình chánh tư duy mà đúng á, thì nó cũng đầy đủ 7 yếu tố kia. Chánh kiến mà đúng á, thì nó cũng đầy đủ 7 yếu tố kia. Chẳng phải là mình cứ tính toán, là ngồi tính toán là làm cái này cho đến bao nhiêu rồi khi đó mới làm cái kia. Đó là cái tính toán của lý trí rất là sai lầm. Cứ nói là mình thiền định cho nó đủ cái đã rồi khi đó mình mới thiền tuệ, đó là một tính toán của lý trí, không phải như vậy, mà nó luôn là đồng thời. Cái tâm mình đó, nó có khả năng luôn là đồng thời nó có đầy đủ cả bát chánh đạo. Dạ, kính xin sư ông giải thích giúp con giữa chữ nhẫn nhịn trong câu dân gian, một điều nhịn, chín điều lành, và nhẫn nhục trong ba la mật. Ở đây, nhẫn nhục có phải là nhẫn và chịu nhục để diệt bỏ cái tôi, diệt bỏ bản ngã không ạ? À? Con xin cảm ơn. Cái nhẫn nhục ba la mật á, nó đi theo một cái trình tự của cái 10 ba la mật rất là hay. Là khi một cái người á mà bố thí ba la mật tức là tâm xả ly, không có dính mắc vào cái vật chất nhiều cái sở hữu á, tức là không dính mắc vào những cái sở hữu vật chất. Có thể họ có sở hữu vật chất nhiều nhưng mà họ không dính mắc. Cho nên á, là cái đó là bố thí ba la mật. Rồi trì giới ba la mật á, là họ dẹp bớt những cái hành động nói năng mà hại mình hại người, nó bớt dần đi. Như sát sanh trộm cắp rồi này kia chẳng hạn, thì họ bớt dần, họ giảm dần những cái hành động mà hại mình hại người. Đó là giới. Là cũng là xả ly và ly dục. Ly dục tức là bớt cái tham đắm ở trong sắc thanh hương vị xúc, là ly dục. Thì cái tâm ly dục đó thì bên Nam Tông gọi là xuất gia ba la mật, bên Bắc Tông thì gọi là thiền định ba la mật. Nhưng mà thật ra thiền định cũng chưa đúng, mà nói xuất gia cũng chưa đúng, mà nói ly dục thì nó đúng hơn. Bởi vì nói ly dục thì thiền định cũng là ly dục, mà xuất gia cũng là ly dục.
cho nên nói ly dục thì đúng hơn. À, chữ nikkhamma đó có thể là nó xuất phát từ nikkhamma, tức là ly dục. Đó. Cho nên thầy gọi là ly dục ba la mật. Khi mà ly dục ba la mật rồi á, khi mà ba cái đầu đó đó mà tốt á, thì cái tâm đã bắt đầu ổn định rồi. Thì khi tâm ổn định á thì nó sẽ rất là trong sáng. Cho nên lúc đó là đến cái là trí tuệ ba la mật. À, tức là khi mình không còn bị dính mắc những cái trước đó đó, thì cái tâm mình nó yên lặng. Cho nên là xả ly ly tham đoạn diệt là vậy. Xả ly ly tham đoạn diệt thì tâm nó an tịnh. Thì lúc đó cái tâm nó an tịnh, cho nên là cái tâm nó rất sáng suốt. Do đó có trí tuệ ba la mật. Trí tuệ ba la mật là gì? Trí tuệ ba la mật tức là cái thấy biết á, nó không còn bị che lấp bởi những cái tượng. Đó, tượng là cho là muốn phải là mong sẽ là, mà là nó phản ánh trung thực. Cho nên gọi là trí tuệ ba la mật. Vì trí tuệ ba la mật cũng là xả ly. Sau đó đó, khi mà có trí tuệ đó, là khi mình đã thấy được cái sự thật, hay là khi mình đã thấy được cái thực tánh pháp. Trí tuệ là thấy được thực tánh pháp. Khi đã thấy được thực tánh pháp đó, thì lúc đó là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn ba la mật là gì? Tinh tấn ba la mật á là sống đúng với trí tuệ. Chứ không phải tinh tấn ba la mật là nỗ lực gì cũng là tinh tấn đâu á. Mình cứ hay định nghĩa tinh tấn là nỗ lực, mà thật ra đó, buông hết mọi cái nỗ lực của bản ngã thì lúc đó mới thật sự là tinh tấn. Ngược lại đó, người ta thường thường tinh tấn là người ta nỗ lực của bản ngã, nhưng mà thật ra buông hết tất cả những cái nỗ lực lăng xăng của bản ngã thì lúc đó mới thật sự tinh tấn. Bởi vì lúc đó đó không còn nỗ lực để mà chạy theo cái mà lý tưởng của bạn ngã nữa, mà là đã trí tuệ đã thấy đạt sự thật á, thì lúc đó người ta sẽ sống với cái sự thật, cho người ta không có lăng xăng đi tạo tác tìm kiếm gì nữa cả. Thì cái tinh tấn ba la mật á, nó dễ. Ví dụ bình thường mình đi đứng nằm ngồi hay làm cái gì đó mà tâm mình vẫn là sáng suốt, vẫn là không có buông lung phóng dật, thì như vậy tức là tinh tấn ba la mật. Nhưng mà khi mà nó gặp những cái trở ngại á, ví dụ như cơn đau hay là một cái nghịch cảnh, hay là một cái khó khăn gì đó đó, một cái trở ngại gì đó lớn đó, thì lúc đó đó nhận nài chính là tinh tấn. Nhưng mà tinh tấn là bình thường, là mình tinh tấn là mình sống bình thường, là mình không cần khởi lên một cái buông lung phóng dật gì, mình chỉ sống trọn vẹn với cái đang là thôi, tức là tinh tấn. Vì khi mà trí tuệ thấy được cái đang là, đó là trí tuệ ba la mật, và bây giờ sống với cái đang là đó chứ không có cần thêm bớt, thì cái đó là tinh tấn ba la mật. Nhưng mà cái đang là đó bình thường, cái đang là rất bình thường thì nó dễ. Nhưng mà cái đang là đó là một đang là một cái đau đớn, một khó khăn, một tai nạn, một cái gì đó, một oan ức, một cái gì đó mà rất là khó chịu đựng, thì lúc đó chính là nhẫn nại ba la mật. Có khi là nhẫn nhục, bởi vì có những cái mình oan ức, mình bị gì đó mà mình không có, nhưng mà người ta vẫn cứ nói. Người ta vẫn cứ là cái bằng vu khống hay là cái gì đó thì rất là khó chịu. Cho nên lúc đó nếu mà nhận được là nhận nhục. Thật ra nhận nhục cũng là một trong những cái nhẫn. Nhận nhục là một những, mà nhận nhục là cái có thể nói là cái nhẫn cao nhất. Bởi vì á, có khi khó khăn mình chịu đựng được, nhưng mà nhục nhã là chịu đựng không được. Cho nên nhẫn nhục lại là một trong những cái
cái nhẫn rất là tốt. Đó. Thì mà khi mà nhận được á, nhận được đến cái mức mà à, thôi bây giờ đến một lúc mà kêu bằng nói theo Khổng Tử nói là thuần nhị tức là ai nói sao hay là cái chuyện gì đến cũng được. À, chứ không có chống trội, không có chống trái. Nhẫn nhục là có nghĩa là không có chống trái lại, dù cho cái việc đó là có oan ức có gì cách mấy nữa, mình cũng cái tâm mình vẫn bình thản. Là đó là nhẫn nhục cao nhất. Mà khi mà mình nhẫn nhục được rồi á, những cái khó khăn hết sức, những cái oan ức hết sức mà mình vẫn chịu đựng được, mà tâm vẫn bình thản. À, bởi vì á, nó có cái bình thản này nó có nó cũng không phải đơn giản, không phải là mình chịu đựng không, mà là do trước đó đó mình có trí tuệ, đó, có tinh tấn, có những cái mà ba năm mật trước đó, đó đã hỗ trợ cho cái tâm mà thấy rõ được mọi chuyện. Thí dụ như khi một cái nghịch cảnh tới với mình, thay vì mình cứ nghĩ rằng đó là cái nghịch cảnh, đó là cái người ta hại mình, người ta vu oan mình, thì mình nghĩ đó là một pháp, mình thấy rằng đó là một pháp mà vận hành đến để giúp mình, để xem tự mình là trải qua cái hoàn cảnh đó mình có đủ cái bình tĩnh sáng suốt hay không. Đó. Thành ra nếu mà mình thấy được như vậy á, thì có khi mình cảm ơn cái nghịch cảnh đó nữa. Đó. Nhờ cái nghịch cảnh đó mà mình lại có thể nói là mình phát huy được cái đức của đạo. Đó. Cho nên cái nhẫn nhục ba la mật á, là rất là cao, là cái tâm của người đó đã thấy biết cũng như là chịu đựng được tất cả những khó khăn trên trong cuộc sống. Khi mà nhẫn nhục ba la mật được rồi á, thì coi như cái sống cách nào cũng được, tức là trước cái được cái mất, cái hơn thua thành bại vui khổ gì, tâm cũng đều là bình tĩnh sáng suốt. Thì cái đó nó gọi là chân thật ba la mật. Chữ chân thật ba la mật đấy đó, tức là bây giờ người đó chỉ sống trong chân đế, hộ trì chân đế, sống trong chân đế. Cái nói sống thuần pháp á, cái chữ mà chân thật ba la mật đấy là cái người mà sống hoàn toàn thuần pháp. Trước cái nghịch cảnh được mất hơn thua gì á, tâm vẫn là hoàn toàn đủ bình tĩnh để mà sống tròn vẹn với cái pháp vận hành, chứ không có cái bản ngã xen vào đó để mà muốn theo ý mình nữa. Thì đó là tức là sau cái nhẫn nại ba la mật á, mới có thể là chân thật ba la mật, mới có thể là hộ trì chân đế, mới có thể là sống trong chân đế. Lúc nào mình sống thì mình sống bình thường đó, nhưng mà lúc nào mình vẫn sống trong chân đế. Lúc đó đó thì người Bình Thiền Tông người ta có cái câu rất hay là sự lai như tâm thị hiện, sự khứ như tâm tùy không. Tức là cái chuyện gì đến thì nó khởi lên để mà ứng rất là chính xác. Xong rồi xong cái chuyện đó rồi thì nó trở về lại không. Tức là vẫn trở về với là cái chân đế. À, cho nên cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà Đức Phật Ngài gọi là hộ trì chân đế. Chẳng phải chân thật ba la mật là không nói dối là nó nằm trong cái giới ba la mật rồi. Còn bên này cái chân thật ba la mật này nó rất là cao, chứ không phải là chỉ chân thật ba la mật là bây giờ không còn nói dối, không phải vậy. Đó, thì khi mà đó, như vậy mình thấy là để mà sống tròn vẹn với là chân đế đó, thì trước đó phải có nhẫn nhục ba la mật. Mà cho nên mình thấy, thầy thấy là những cái người mà nghe Pháp Thầy, ấy, mà trình Pháp á, ai cũng nói rằng là con trải qua rất nhiều cái khó khăn trong cuộc sống,
Nhưng mà bây giờ nghe đạo và hiểu được rồi á, thì tự nhiên là trải qua những cái khó khăn nghịch cảnh đó, đó, bây giờ nó rất nhẹ nhàng chứ không phải như hồi trước. Hồi trước tại sao? Hồi trước là tại mình cứ chống lại, hay cái gì mà nó nghịch lại với mình là chống lại. Cái sự đối kháng đó, đó nó tạo ra cái căng thẳng, tạo ra cái phiền não khổ đau thêm cho mình. Khi mình đã gặp nghịch cảnh rồi, mình lại tạo ra một căng thẳng nữa, cho nên Đức Phật Ngài lại gọi đó là cái khổ khổ đó. Tức là mình đã khổ rồi, nhưng mà mình lại chống đối cái khổ đó, đó thì nó, cái khổ đó nó lại tăng thêm lên. Bởi vì mình để ý đó, khi nào mà thần kinh mình mà căng thẳng á, thì mình thấy đau hơn là không. Thầy đi bác ấy, hồi đó cái đất của mình đây này, cái đất sỏi sỏi không à. Đi bác ấy, bình thường mà mình đi bác tâm mình mà bình tĩnh sáng suốt, thì mình đi đi chân không đau gì hết. Mà khi nào nó hơi căng thẳng một cái á, là đạp một cái nó đau. Đạp cái chân mà sỏi sỏi nó đau ghê lắm. Thầy nói thầy mới phát hiện ra một cái là khi thần kinh mình căng thẳng á, thì cái độ đau đó, nó tăng lên. Thì đó là, đó chính là cái chỗ mà Đức Phật Ngài nói là khổ khổ. Tức là cái đau bình thường rồi, nhưng mà mình chống lại thì nó lại đau đau cao hơn. Đó. Cho nên cái nhẫn nại ba la mật á, nếu mà nhẫn nại đến một cái mức mà gọi là vô sanh pháp nhẫn á, vô sanh pháp nhẫn là thế này, khi mình có một cơn đau, nó đau, đau nhất không thể chịu được, nhưng mình buông ra hoàn toàn và mình chấp nhận cái đau đó, mình cảm nhận, mình lắng nghe cái đau đó một cách trọn vẹn, không hoàn toàn, không chống đối, thì lạ lùng là cơn đau đó đó nó không phải đau như mình tưởng tượng đâu. Nó cũng đau thật, nhưng mà nó đau nhẹ nhàng hơn nhiều. Thầy nhớ là khi đọc trong Kinh Thánh đó, có nói là Thượng Đế không bao giờ bắt ai là chịu hơn cái sức chịu đựng của họ. Cái mà họ không chịu đựng được, nói không thể chịu đựng được là do người đó, cái phản ứng của người đó. Chứ còn nếu mà người đó buông ra hoàn toàn để chấp nhận thì vẫn chịu đựng được như thường. Mà không những chịu đựng được mà chịu đựng một cách dễ chịu nữa là khác. Cỡ đáng đau. Mà nhiều người khi mà nghe thầy nói như vậy mà ứng dụng thì họ cũng làm được. Có một cái chị Phật tử ở bên Úc đó, cũng rơi vào một cơn đau kịch liệt. Và chị cũng ứng dụng nghe bài pháp của thầy, thì chị ứng dụng chị nằm hoàn toàn là thư giãn buông xả ra giống như một cái xác chết. Coi như mình chết, chấp nhận cái đau thôi. Thì chị thấy là cơn đau nó vẫn là đau, nhưng mà nó dễ chịu chứ nó không có khó chịu như khi mà mình thấy đau đó. Vậy là một cái cảm giác khi mình ngồi thiền này, mình ngồi kiết già, nó đau cực kỳ luôn, mà mình càng nghĩ đến cái đau đó là nó càng đau. Nhưng mà cái bữa nào mà tâm mình nó yên á, thì là sao không thấy đau gì hết. Thật ra là nó đến cái lúc đó nó cũng đau, nhưng dài cái tâm mình nó yên á, cho nên thấy cái đau đó nó cũng dịu dàng, cho nên không đến nỗi mà đau như cái khi mà mình cứ chống lại. Khi mình chống lại, càng chống lại chừng nào thì càng khó chịu chừng đấy, càng muốn bỏ ra, không có ngồi nữa. Nó bức xúc đến một cái độ là mình muốn bỏ ra chứ không ngồi nữa. Nhưng mà bữa nào mà tâm mình yên thì lại là không thấy đau gì hết. Mà thực ra trên cái mặt mà sinh học á, thì khi mình ngồi đến lúc đó là nó cũng đau. Nó đi theo cái tiến trình của, ví dụ như có người thì 45 phút là đau, có người thì nửa tiếng là đau. Nhưng mà khi cái người đó cái tâm nó tới nửa tiếng nhưng mà mới 25 phút là tâm họ đã yên rồi. Cho nên đến nửa tiếng không thấy đau gì hết. Cho nên á, vô sanh pháp nhận có nghĩa là nhận mà hoàn toàn không khởi lên một cái chống đối nào. Đó. Thì lúc đó lại là thầy thường hay dẫn những câu trong Thánh Kinh. Bởi vì có những câu trong Thánh Kinh rất hay. Hay là hỡi những kẻ gánh nặng. Gánh nặng tức là đang chịu đựng một cái gì đó đó.
Hỡi những kẻ gánh nặng, đến với ta, gánh của ngươi sẽ được nhẹ nhàng. Nhưng mà đến với ta đây không phải là đến với Ngài, mà chữ ta ở đây đó, chữ ta ở đây tức là cái tâm mật thân tình trong sáng á. Tức là nếu mà mình đang chịu đựng một cái gì đó, nhưng mà tâm mình trở về với cái tâm thân tình trong sáng á, thì mình sẽ thấy rất là nhẹ nhàng, chứ không phải khó khăn. Đó là những cái câu mà khi mà mình sống, mình trải nghiệm thực á, mình mới thấy những cái câu nói đó rất là hay. Dạ, kính bạch sư ông, cho con được hỏi. Khi mình cảm nhận được người thân tái sanh làm con cháu của mình, thì mình sẽ ứng xử ra sao với con cháu? Nhất là người ấy từng tu tịnh độ, tâm trạng của con hơi hoang mang một chút. Nghĩa là con bị mất chánh niệm có phải không ạ? Có thể cái chuyện đó là bình thường. Bình thường là cái người chết đi có thể sinh lại trong cái nhà đó. Họ có thể có những cái nhân duyên gì trong cái nhà đó, còn những bài học gì cần phải học trong cái nhà đó. Cho nên á, với cái tâm đó thì họ có thể là khi tái sinh họ trở lại làm con cháu trong cái nhà đó. Có khi á, có thậm chí là có khi làm súc sanh trong cái nhà đó không chừng. Nhiều khi một con chó mà mình nuôi đó, mình rất là thân thiết, thì nhiều khi là thân nhân của mình trong quá khứ á. Cho nên á, không phải là riêng cái người nào mà mình biết là đó là thân nhân của mình, mà mình phải nên đối xử với mọi người một cách bình đẳng, đối xử đúng pháp với mọi người. Chứ không phải là hệ cứ cha mẹ là cứ khinh thường con cái, xem con cái là mình sinh ra cho nên nó thuộc quyền của mình. Cái đó là sai lầm. Đó, ví dụ như là vua Tịnh Phạn với bà mẹ Maya cái sinh con ra thì sau này con mình là Phật, chứ đâu phải mình tâm thường. Do đó không phải là hệ cứ con mình nữa là mình xem thường, mà nhiều khi con mình nó là thầy mình kiếp trước không chừng, hay là cha mẹ mình kiếp trước không chừng. Nên tốt nhất là nên đối xử với mọi người, với tất cả chúng sanh luôn á, chứ không phải là riêng những người trong gia đình mình, thì mình đều phải đối xử đúng tốt đó, thì mới được. Cho dù mình có biết đó là cái người thân của mình, như là cha mẹ mình chẳng hạn đó, thì khi mình biết thì đương nhiên mình sẽ có một cái cách đối xử tốt hơn. Nhưng mà mình cứ bình thường thôi, cứ bình thường thôi, chứ không phải là vì vậy mà mình lại quá nuông chiều con mình. Giờ mình quá nuông chiều nó, mình cứ nghĩ đó là cha mình, cho nên mình không dám nói gì hết trơn thì cũng không được. Mình cứ xử đúng rồi thôi chứ. Dạ kính bạch sư, khi ngộ pháp thì con thấy sống thật với chính mình không nên sống thật với mọi người. Nghĩa là mình chỉ trở về chính mình khi ở một mình, còn khi tương tác với người thì chỉ ở mức xã giao. Vì nếu góp ý đúng sai sẽ là chủ quan của bản ngã. Có phải vậy không thưa sư? Cũng không hẳn là như vậy. Nói chung là mình đừng có chủ trương gì hết á. Đừng chủ trương, đừng có quan niệm gì cả. Mình cứ sống bình thường. Đương nhiên là mình trở về với mình và sống cho đúng tốt là chính. Còn khi đối với bên ngoài đó thì đương nhiên là có mối quan hệ rồi, nhưng mà nó có hai loại mối quan hệ. Một loại mối quan hệ tự nhiên, ví dụ như mình sinh ra thì là con quan hệ là cha mẹ, con cái, anh em, thì cái quan hệ đó là quan hệ tự nhiên. Nhưng mà cũng có những cái quan hệ là do mình tạo ra, ví dụ như quan hệ với bạn bè, hay là quan hệ với cái nhóm, một thể trong một cái công ty,
hay là công ty này quan hệ với công ty khác chẳng hạn như vậy, thì cái quan hệ đó nó là có cái chủ yếu của mình. Thì trên nguyên tắc vẫn là mối quan hệ đó thì phải mối quan hệ phải đúng tốt. Vậy thôi. Quan hệ phải đúng tốt, sòng phẳng, bình đẳng. Đó là mối quan hệ, quan hệ là đương nhiên hoặc là quan hệ đó mình tự tạo ra. Thì dù là như thế nào thì mình cũng phải là trong mối quan hệ đúng tốt là được. Đó. Nhưng mà bình thường á, bình thường thì mình phải trở về với một cái trạng thái khác. Đó là sự tương giao. Sự tương giao chứ không phải mối quan hệ. Sự tương giao á, sự tương giao là gì? Tương giao tức là nó có liên hệ với nhau rất mật thiết. Nhưng mà mọi thứ vẫn độc lập. Chống lệ thuộc vào cái khác. À, thì đó là tương giao. Cái tương giao là nhiều khi mình, ví dụ như quả đất mình hay là những người trên quả đất của mình có thể là ảnh hưởng từ một cái ngôi sao rất là xa mà vẫn ảnh hưởng tới với nhau. Cho nên cái sự tương giao thì nó, cái sự tương giao là một cái tâm trại mở. Tâm trại mở. Mà khi tâm trại mở đó thì cứ sẵn sàng. Khi không cần thì thôi, nhưng mà khi cần thì mình sẵn sàng giúp đỡ. Cho mình không có quan niệm là phải giúp đỡ mọi người. Mình không có quan niệm phải giúp đỡ mọi người. Nhưng khi chuyện cần là mình sẵn sàng giúp đỡ ngay. Mà khi không cần thì thôi. Còn khi mình hình thành quan niệm á, là mình tự trói buộc. Khi mình hình thành cái sự mối quan hệ á, thì mình tự trói buộc. Cái này mình phải suy nghĩ chút kỹ á. Chẳng thơ trong đời sống á, nhiều khi mình tự trói buộc mình bởi những mối quan hệ mà mình tưởng rằng mình tạo mối quan hệ đó thì sẽ tốt. Nhưng mà đã tạo mối quan hệ á, thì có mặt tốt thì cũng có mặt xấu trong đó. Cho nên á, cái mối quan hệ tự nhiên thì không nói gì rồi. Nhưng mà nếu quan hệ mà mình tạo ra đó, do cái điều kiện xã hội, do cái gì đó mà mình phải tạo ra mối quan hệ đó, thì nói chung là phải đúng tốt, phải bình đẳng, phải công bằng. Vậy thôi. Chứ còn á, mối quan hệ là khi nào cũng có hai mặt. Do đó mà mình thường trở về trọn vẹn với chính mình thôi. Nhưng không có nghĩa là mình tách rời chung quanh, mà mình vẫn là có cái sự tương giao. Sự tương giao với mọi người. Tức là khi mà mình cô lập, tự mình cô lập thì nó lại khác. Mình trở về với chính mình nhưng mình không cô lập. Hai cái đó nó khác nhau. Vừa rồi thầy có nghe một cái bạn đến trình pháp với thầy, nói rằng là bạn em muốn là bây giờ bạn em muốn ở một mình thôi. Chỉ muốn hành thiền thôi chứ không muốn quan hệ gì bên ngoài nữa. Đó cũng là một sai lầm. Mình đừng có quan niệm gì cả. Mình đừng dính mắc gì cả. Mình dính mắc vào cái mình không á, trở về với mình không á, cũng là dính mắc. Mà đây không phải là dính mắc. Trở về với mình là để mình soi sáng, để rõ biết mình, để mình đừng có nhận thức và hành vi sai lầm, để mình có thể điều chỉnh được những nhận thức và hành vi sai lầm. Chứ không phải là trở về với chính mình là mình cô lập với bên ngoài. Mình không cô lập với bên ngoài. Mình không cần tạo những mối quan hệ không cần thiết bên ngoài, nhưng mình cũng không cô lập với bên ngoài, mà mình vẫn sống tự nhiên với một tâm trại mở. Thì như vậy là tốt hơn. Đó. Và đừng có đặt sẵn cái gì cả. Tùy duyên mà ứng. Đó, tùy cảm như ứng, tùy ngộ như an á, tức là cho đừng có đặt trước là mình phải thế này hay là phải thế kia gì cả. Thế mình đặt ra là phải thế này, phải thế kia thì là mình tự trói buộc mình rồi. Hay là mình đi ràng buộc người khác. Cho nên cái đó không tốt. Mình trở về với chính mình để điều chỉnh mình lại cho nó đúng tốt. Vậy thôi. Chứ không có tự cô lập. Rất nhiều người bị nhầm lẫn cái chỗ là mình cô lập. Hay là mình từ bỏ cái thế giới này. Không phải là từ bỏ thế giới này.
mà là mình không bị dính mắc trong cái thế giới này, mình không bị trói buộc trong thế giới này, chứ không phải là mình từ bỏ nó. Không cần từ bỏ, không cần, cần từ bỏ hay là không cần phải giữ lấy, mà cái đó là để cho sự vận hành của Pháp. Pháp để Pháp lo, chứ chuyện đó không phải chuyện của mình. Chuyện của mình là mình sống cho đúng tốt, rõ biết mình để điều chỉnh nhận thức và hành vi. Xin sư ông từ bi chia sẻ cho con ý nghĩa của định trong ngũ căn ngũ lực ạ. Con cảm ơn sư ông. Trong ngũ căn á, tại sao gọi là ngũ căn? Là bởi vì năm cái yếu tố này mình đã có sẵn. Tức là mình cái gốc của năm cái yếu tố này nó có sẵn trong mình rồi, nhưng mình không biết sử dụng. Cho nếu mà ai mà biết cái sử dụng năm cái yếu tố này á, mà nói thì nói biết sử dụng cũng sai. Bởi vì thực ra đó, cái cách của Đức Phật là hay nhất. Tức là nếu mình cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là mình cứ sống trọn, sống trải nghiệm, chiêm nghiệm trọn vẹn tỉnh thức về chính mình đang là. Nếu là vậy thôi, thì tự nhiên á, mình làm cái việc gì á, nó cũng sẽ có đủ cái tín tấn niệm định tuệ trong đó. Bây giờ khi mình làm một cái việc gì đó, mình phải có tự tin là mình làm được. Chứ nếu mình không tin, thì mình không làm được. Mà mình phải tin là làm được. Hai võ sĩ đánh nhau, mà võ sĩ nào có tự tin đó, là võ sĩ nó phần thắng sẽ lớn. Người nào mà vô hai người vô đánh nhau mà tự nhiên thấy mình thiếu tự tin cái là thua. Chẳng hạn như vậy. Trong tất cả mọi cái chuyện đi thi cũng vậy, vô ngồi trung trường thi mà mình tự tin á, thì mình sẽ làm bài rồi rất dễ, mà mình hơi mất tự tin cái là coi như rất là khó. Trong cái mối quan hệ cũng vậy, trong mối quan hệ với người này với người kia mà nếu mình không tự tin á, là trong mối quan hệ đó là mình thua thiệt. Cho nên cái tin ở đây không phải là mình tin cái gì cả, mà mình phải tự tin. Tự tin là mình đủ sức làm việc đó. Thí dụ bây giờ thầy cầm cái ly, thì thầy phải tin rằng là thầy cầm cái ly được. Đó là tín. Đó. Cầm cái ly được nó là tín. Và tấn á, thì lúc đó không có lo lắng, không sợ hãi hay là không phân vân gì cả. Cho nên á, khi mình tin là có đủ sức cầm cái ly, thì lúc đó mình sẽ cầm cái ly mà tâm không có chỉ tinh tấn đó. Tinh tấn tức là hồi nãy thầy nói là không buông lung phóng dật á, tức là mình không có nghĩ chuyện này nghĩ cái kia phải thế này cái kia gì cả, mà lúc đó cái tâm mình nó chân thành với cái việc này, tức là mình để tâm cái việc này. Thì á, rồi niệm tức là tròn vẹn với cái việc làm này, tâm mình tròn vẹn trong cái việc làm. Và khi tâm mình tròn vẹn trong việc làm này á, tức là tâm không bị dao động, không bị phân tán á, thì lúc đó là có yếu tố định. Và khi mà tâm mình mà nó ổn định á, tức là không có bị lo lắng, không bị suy nghĩ lung tung á, thì lúc đó nó sẽ rất là sáng suốt, cho nên đó là tuệ. Thì trong một việc làm nhỏ như cầm cái ly đó, là nó cũng phải, nó vẫn có tín tăng niệm định tuệ. Nhưng mà khi mà cái tín tăng niệm định tuệ này không có bị gì che lấp, không có bị gì che lấp, không có bị tượng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là gì che lấp á, thì nó sẽ là phát huy cái năm cái yếu tố này đến sức mạnh. Sức mạnh là khi người ta làm người ta hoàn toàn tự tin, hoàn toàn ổn định, hoàn toàn sáng suốt trong đó. Đó tức là tín tấn niệm định tuệ.
cái tín tấn niềm định tuệ này nó có sẵn, chứ không phải là mình cố mà luyện cái tín cho nhiều, không phải là mình luyện cái định cho nhiều. Cho nên á, mục đích của cái mà Đức Phật Ngài trình bày cái năm cái yếu tố này á, là để nói lên cái sự quân bình tự nhiên của nó, cái sự quân bình tự nhiên của nó. Bởi vì nếu mà mình gia thêm cái tính toán của mình vào trong đó đó, là nó mất đi cái quân bình đó liền. Thí dụ như mình tín quá nhiều đó, tín quá nhiều á sẽ sinh tham. Mình tin quá nhiều nó đâm nó sinh tham. Mà hai cái này, mà cái này như một cái cán cân á, niệm là chính giữa, bên này là tín tấn, bên kia là định tuệ, nó giống như một cán cân mà ở giữa là niệm. Niệm là tức là trọn vẹn với sự việc. Nếu tín nhiều quá mà tuệ ít thì sinh ra tham, mà tín ít mà tuệ nhiều, tức là lý trí nhiều quá đó, thì sẽ sinh ra là nghi hoặc, do dự, vân vân. Đó. Mà tinh tấn nhiều quá đó, tinh tấn nhiều quá thì là sẽ dễ bị sinh ra trào cử. Mà định nhiều quá đó thì nó sẽ dễ sinh ra là hôn trầm, trì trệ. Nhiều người cứ thích định, cứ giờ không muốn cái chuyện gì khác nữa hết đó, chỉ muốn ngồi định thôi á, thì là trì trệ đó, gọi là trầm không trệ tịch. Tức là bị như vậy, trì trệ nó không tốt đâu. Nên người ta nói là chẳng thà chấp hữu còn hơn chấp không. Chẳng thà cứ ra làm đủ thứ, thậm chí là tham lam sân hận si mê đủ thứ. Nhưng mà nhờ có làm như vậy cho nên mới học được những bài học để mà điều chỉnh lại cái tham lam sân hận si mê đó. Còn bây giờ mới cứ ngồi mà yên tĩnh một hồi bị trầm trệ ở trong đó, cái không học được bài học gì cả. Đó. Cho nên cái đó gọi là trầm không trệ tịch. Thì á, định nhiều quá là bị trầm trì trệ, bị hôn trầm. Mà tinh tấn nhiều quá đó, tinh tấn ở đây là tinh tấn ở đây á, là giữ cái tốt. Cái chữ tinh tấn này á, nó khác một cái là chữ tinh tấn có nghĩa là mình cố gắng làm tốt, đừng có để làm xấu. Nhưng mà khi mình quá cố gắng làm tốt để đừng để làm xấu á, thì sinh ra là mình sẽ cứ trào cự, tức là mình cứ nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ cái này, nghĩ cái nọ, thì nó sinh ra là trào cự. Đó. Còn á, niệm mà ít á thì nó lại nghiêng về phía tinh tấn, mà niệm mà nhiều quá là nó nghiêng về phía định. Cho nên niệm á là chỉ trọn vẹn với cái thực tại thôi, chứ không được chú không ít hay là nhiều. Vì vậy cho nên á, tín tấn niệm định tuệ đó là nó đừng có cố gắng mà luyện tập, mà mình cứ chánh niệm tỉnh giác thôi, mình cứ sáng suốt rõ biết mình thôi, thì tự nhiên cái tín tấn niệm định tuệ nó sẽ phát huy. À, phát huy từ cái căn cho đến cái lực. Tức là khi mình cứ tròn vẹn rõ biết á, thì đến một cái lúc cái tín tấn từ niệm định tuệ đó nó từ phát huy mà nó rất là đều. Còn mình tính toán vô cái là trật. Thầy có hai ví dụ đó. Thầy nói giả sử như ở cái ly này á, mình cầm vô, dỡ lên, thì tự nhiên là cái tay mình nó ứng ra một cái lực đủ để mà đưa cái ly này lên. Nhưng mà nếu mình tính toán là trật, mình cho là cái ly này nhẹ, cho nên mình cầm sơ sơ thôi, thì mình lấy không được, cầm lên không được. Tại vì mình dùng cái lực quá nhẹ, nó không được. Nhưng mà mình dùng cái lực quá mạnh, mình tưởng nó nặng, mình dùng cái lực quá mạnh thì mình cầm một cái thì nó đưa lên. Đó. Cho nên là mà nhưng mà mình cầm vô thì tự động nó sẽ điều chỉnh là đúng rồi. Cho nên trong con người mình nó có một cái khả năng gọi là tự động điều chỉnh. Cái khả năng này nó rất quan trọng.
về mọi mặt luôn, về bệnh cũng vậy, à, về tất cả mọi mặt, về tâm hay về thân hay về gì đó, thì nó sẽ có một cái khả năng tự động điều chỉnh. Mà cái khả năng tự động điều chỉnh đó đó là khi tâm mình hoàn toàn rộng lặng, đừng có xen cái ý đồ của bản ngã mình vô đó, thì cái điều chỉnh nó là nhanh nhất. Cho nên mới nói là điềm đạm hư vô chân khí tùng chi là vậy. Tức là khi mà mình để tâm rộng lặng trong sáng á, thì tự nhiên mọi thứ nó sẽ tự phục hồi, tự điều chỉnh. Nhưng mà mình cố điều chỉnh thế này thế kia là nó sẽ mất quân bình. À, đó là cái ý nghĩa của cái năm cái yếu tố tín tấn niệm định tuệ. À, dạ, kính xin sư ông giảng cho con hiểu đúng và đủ về đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết trong mỗi con người ạ. À. Cái đất, nước, lửa, gió, hư không và hư không và tánh biết hả? Vừa rồi á là thầy có hiểu đến một cái cuốn sách mà Ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm dịch ra, mà các sư ở Phật Bảo mới lục mới tìm ra là có một cái bản thảo mà Ngài dịch ra. Nhưng mà Ngài á, là bởi vì hồi xưa Ngài còn nhỏ là Ngài đi qua Campuchia, Ngài học. Thành ra khi học tiếng Việt ở Việt Nam thì cũng còn ít. Thành ra khi Ngài qua bên kia đó thì khi Ngài dịch á, thì cái văn Việt của Ngài nó hơi lũng củng. Hồi xưa là thầy làm tổng thư ký của giáo hội Tăng Nhà Nguyên Thủy Việt Nam đó, thì thường là Ngài viết cái, ví dụ như viết một cái báo cáo hay là viết một cái gì đó đó, thì thầy, một là Ngài giao thầy viết, mà hai là Ngài viết đại khái xong rồi là thầy ngồi thầy phải viết lại, bởi vì nếu mà để nguyên văn mà Ngài viết ấy, thì Ngài nói thì được, Ngài thuyết pháp rồi nghe rất là rõ, nhưng mà khi trên văn viết ấy, thì nó có hơi lũng củng. Do đó mà thầy thường là cái người mà hiểu đến sách của Ngài. Thì bây giờ mới tìm ra được, thì các sư ở trên chùa Phật Bảo mới là đưa cho thầy ba cuốn, mà thầy mới hiểu đến được một cuốn. Mà vừa rồi trong lễ dân y đó thì có phát một cuốn, cuốn đó là gì, Ngọc Minh Kinh gì đó. Thì trong cuốn sách đó, đó cái vị đó thuyết pháp có đề cập đến một cái mà nghe cũng hay đó. Tức là trong vũ trụ này đó, lúc đầu đó, nó là chân không, nó là hư không. Nhưng mà trong hư không đó là nó có những yếu tố đất, nước, lửa, gió trong đó. Nhưng mà nó rất vi tế, cho nên không ai thấy. Nhưng mà trong đó nó có cái tính chất đất, nước, lửa, gió trong đó. Đồng thời trong hư không đó nó cũng có một cái nữa. Tức là hư không đó là nó thuộc về vật chất. Nhưng mà còn có một yếu tố thứ hai nữa, đó là yếu tố tinh thần, tức là cái tâm. Nhưng mà lúc đầu, khởi đầu đó, là hai cái yếu tố này nó cũng rộng lặng, không có gì cả. Cho nên sau này người ta có cái triết học tánh không đó, người ta nói rằng là thực tế là vật, mình nhìn thấy vật chất như vậy thôi đó, nhưng mà bản nguyên của nó là trống không. À, thì trong cái trống không đó thì nó có đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết. Cái hư không thì cái mà cái tính chất của vật chất. À, thì nói như Lão Tử là hốt hề hoạn hề kỳ trung hữu tượng. Cái câu đó nói đó nó lại ứng vào cái chuyện này, nó lại giải thích theo kiểu cái vị pháp sư này thì lại rất là đúng, là cái, mặc dù là nó hư không và
hư không là về vật chất, nhưng mà cái tâm á, thì lại không ai thấy hết. Cái tính chất về cái tánh biết á, thì không ai thấy hết. Nhưng mà nó tràn đầy trong vũ trụ. Và khi nó tràn đầy trong vũ trụ đó, đó thì nó sẽ va chạm với nhau. Nó va chạm với nhau mà nó thành ra, bắt nó hình thành những cái vật chất. À, thí dụ như đất, bao nhiêu nước, lửa, bao nhiêu gió như thế nào đó, thì nó hình thành cái này. Bao nhiêu cái này cái kia thì nó hình thành cái kia. Cái này khi mình học dịch lý đó, mình thấy là cũng đúng cái điều đó. Dịch lý cũng nói như vậy. Từ cái chỗ thái cực mà sinh lượng nghi rồi sinh tư tưởng. Thì trong vũ trụ đó, đó nó cứ xoay vần như vậy, thì nó cái này với cái kia nó hợp với nhau, cho nên mới có cái chuyện là duyên sinh. Cho nên trong đó không phải có một người nào đứng ra điều khiển hết, mà do cái tác động của vũ trụ như vậy, thì nó cái này nó hợp với cái kia nó hợp với cái nọ, một hồi á nó sinh ra cái vật này, sinh ra cái vật kia. Ban đầu thì những là cái đơn bào đó, rồi sau những đa bào, rồi dần dần thành ra một sinh vật nhỏ. À, rồi dần dần những sinh vật đó là tiến hóa là theo thuyết tiến hóa của Darwin chẳng hạn. À, hay là cái thuyết Big Bang đó cũng vậy. Thuyết Big Bang đó là cái vũ trụ nó quay cuồng một hồi đó, nổ ra một cái này, nó tạo ra bao nhiêu là hành tinh. kiểu giống vậy đó. Thì trong đó tất cả những cái đó, nếu mà đứng về phương diện vật lý không thôi, thì nó là chỉ có đất, nước, lửa, gió và hư không. Nhưng mà khi nó kết hợp với cái tâm á, thì bắt đầu nó sinh ra các cái sinh vật. Rồi cái sinh vật đó cũng là duyên hợp, rồi nó mới cái tánh biết đó, nó mới trải nghiệm qua những cái này cái kia gì đó, rồi nó hình thành ra hình thành ra cái con thú, con người, con vật gì đó đại khái đó. À, nhưng mà tất cả những cái này là nó mang tính là tính chất, nó có, cho nên mới có hai cái phương diện đó là tánh và tướng. Tất cả đều là tính chất. Ví dụ như đất không phải là cục đất. Trong cục đất á, nó cũng có đất, nước, lửa, gió. Trong nước á, cũng có đất, nước, lửa, gió. Trong gió đó, trong cái gió mà gió mình thường đây là cũng có đất, nước, lửa, gió. Còn cái mà tính chất của đất, nước, lửa, gió là khác. Thí dụ như chữ đất á, nó có nghĩa là nó có cái sức chịu đựng. Đất á, là nó có cái sức chịu đựng. Và nó hình thành cái khối lượng, hay là tính chất cứng mềm. Đó. Cái đồ cứng á, ví dụ này, mình gõ trên cái bàn này như vậy đó, đó là mình thấy cảm nhận cái đồ cứng này đó, đó là đất. Có thể nó là kim loại, nhưng mà cái đó là mình phân ra nhiều thứ rồi. Chứ còn khi mà mình cứng đó thì dù kim loại hay thứ gì đó cũng đều gọi là đất hết. Là cái, cho cái tính chất của nó đó. Còn nước á, là tính chất mà vừa trơn mà lại vừa dính. À, nó dính. Thí dụ như mình hai tờ giấy mà mình để lại với nhau thì nó tách rời ra, nó bay đi mỗi cái, mỗi quăng lên cái hai tờ giấy là nó bay ra đi mỗi nơi mỗi cái. Nhưng bây giờ mình nhúng nước lại thì hai cái tờ giấy đó là nó cứ dính nhau, cho nên cái tính chất của nước là dính. Mình lấy hai tấm kính, để hai tấm kính mà mình để không á thì mình lấy ra được, nhưng mà mình để nước á, là lấy ra rất khó. À, nhưng mà nó có cái tính trơn, cho nên á, lúc đó muốn lấy ra thì cũng thể nào mình giật nó ra, mà mình phải đẩy nó cho nó chảy ra thì được. Đó, cho nên cái tính, đây là cái tính chứ không phải là cái tính chất mà vật chất của nó, mà là cái tính chất của nó, chứ không phải là cái tướng mà cái tính. Cái lửa đó thì nó có cái đặc tính là hủy hoại. Nó vừa đó, cái lửa nó có hai
Tức là hai cái thường thường nó ngược nhau, là lửa đó thì nóng hay là lạnh, hủy hoại hay là bảo trì. Thí dụ như trong người mình mà chết đó, là hết mất lửa, cho nên là mình khi mà người chết là nó lạnh tanh, là mất lửa thành nó chết, thành nó cái tính chất của nó là hủy hoại. Nhưng mà khi có cái lửa đó thì mình mới sống. Như vậy nó có tính chất là nó vừa hủy hoại mà nó vừa là bảo trì. Nếu có lửa trong người mình thì lúc đó mình mới sống, mà thiếu lửa cái là mình chết chẳng hạn vậy. Cây cối cũng vậy, cây cối mà thiếu ánh nắng mặt trời cái là chết, tức là nó vẫn cần có cái sức nóng. Thì còn gió đó là sự chuyển động, tất cả đều nó phải chuyển động. Cho nếu mà không chuyển động mà chính cái yếu tố gió đó thì trong cái đất nước lửa gió nó mới tạo ra cái tính chất chuyển động. Mà chính cái chuyển động đó nó mới kết hợp cái duyên của cái yếu tố vật, bốn cái yếu tố vật chất này á, nhiều ít mà nó tạo ra những cái hình thức khác nhau. Rồi nó kết hợp luôn với cái tánh biết thì nó thành ra là cái chúng sanh. Còn nếu nó không kết hợp với tánh biết thì nó chỉ là vật lý. Đó, đại khái là vậy. Cho nên cái đất nước lửa gió mà hình thức là khác, mà đất nước lửa gió tính chất là khác. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Một người công nhân may A sở chỉ vào kim, họ làm vẫn có sự chú ý để sở kim nhưng theo quán tính, và một người công nhân B cũng sở chỉ vào kim nhưng sự chú ý sở chỉ của công nhân B có sự soi sáng của tánh biết hành động này. Vậy thưa sư ông, hành động sở chỉ của người A như vậy có được xem là có tánh biết hay không ạ? Hay có mấy loại tánh biết ạ? Thực ra thì người A, người B gì cũng đều là phải có tánh biết mới là sở chỉ được. Nhưng mà bên kia đó thì là cái tánh biết thì là nó đủ để biết. Nhưng mà cái người sau đó thì là có cái tức là có tác ý. Có tác ý. Tức là có tác ý, không tác ý, chứ còn á, cái tánh biết thì vẫn là tánh biết. Tánh biết thì vẫn giống nhau. Nhưng một bên là có tác ý, một bên là không có tác ý. Cái tác ý với không tác ý là ví dụ như thế này. Bây giờ mình đi ra, mình cứ đi thôi. Đó, đi tới đâu đi. Đi đâu được, hết đó là không tác ý. Còn mình nói là bây giờ đi lên Bồ Đề, thì tức là có tác ý. Đó. Thành ra nó có trong đó là có cái tác ý hay không tác ý thôi. Cho còn vẫn là tánh biết hết. Nhưng mà còn cái biết thì nó có hai loại. Một loại là tánh biết ứng ra tự nhiên, và một cái loại là tánh biết qua ý thức. Qua nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thì cái đó nó thuộc về thức tri. Còn nếu mà mình hoàn toàn chỉ có tánh biết thôi á, thì cái đó là tuệ tri. Nhưng mà qua cái ý thức á, thì nó xen vô những cái trụ quan. Cho nên á, nó là cái ý thức. Cái ý thức lúc đầu thì vẫn là đúng. Nhưng mà sau cái ý thức một cái á, thì nó đã sinh ra những cái hình thành khái niệm, rồi trụ quan, rồi đánh giá, rồi đủ thứ. Cho nên nó sai lệch đi. Chứ còn là cả hai đều cùng phát xuất từ tánh biết hết. Rồi, nghỉ 10 phút.